Chào các bác nhé. Vừa rồi là một số cái hình ảnh mà Tùng Dâu test thử cái cữ cắt góc và cắt vuông 90 độ Tùng Dâu vừa mới chế xong. Bây giờ thì Tùng Dâu sẽ chia sẻ cùng với các bác cái cách để làm cái cữ này nhé. Mời các bác đón xem video nhé. Để làm được một cái thước cắt góc thì chúng ta cần phải chuẩn bị một số cái vật liệu như sau. Đầu tiên là một cái miếng mica. Nếu bác nào không có mica thì chúng ta dùng cái miếng gỗ dày khoảng 0,7 cm và to bằng một tờ giấy A4. Thứ hai là một cái ruột của cái dây cơ bản. Nếu bác nào mà chế cơ bản bằng cái dây mua sẵn thì nó biết cái này rồi. Cái này là cái ruột của cái dây. Ở đây hai đầu nó có hai cái chống lật. Cái thanh dây này thì người ta bán là 120.000 một thanh. Một chiếc chuôi đục. Cái chiếc chuôi đục này thì ở hàng người ta cũng bán sẵn 5.000 một cái. Một đoạn tizen M6. Có cái gen vừa với cái gen bước gen ở chờ cái ruột dây đây. Một thanh gỗ thẳng. Các bác lưu ý phải thật thẳng nhé, vì đây là cái thước để cắt nên nó phải thẳng. Có chiều dày là 2,5 cm và chiều dài nó khoảng 50 cm. Các bác cứ làm dư ra, đến lúc cưa của mình vừa tới đâu thì mình sẽ cắt nó đi. Và đây là cái hình thước cắt góc. Cái này các bác lên Google search tìm cái vector thước đo góc, nó sẽ ra cái hình như thế này. Các bác chọn cái hình nào mà nó có độ phân giải cao để các bác in ra. Thì cách in như sau. Ở trên cái thanh ruột dây đây nó có hai cái lỗ. Phía ngoài đây và bên đầu này có hai lỗ, thì chúng ta làm bên đầu nào thì chúng ta lấy hai khoảng cách hai lỗ đầu đó. Thì tôi sẽ lấy một lỗ làm trụ xoay ở đây. Và cái lỗ này thì tôi sẽ dùng cái chuôi đục và cái cấy tizen để tôi khóa. Sau khi xoay đúng độ rồi thì tôi sẽ khóa lại. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải làm đây, ở đây chúng ta sẽ phải có một cái lỗ. Và tiếp theo đến cái khoảng cách trên này là khoảng cách từ cái tâm của cái lỗ này cho đến lỗ này là 9 cm. Và chúng ta sẽ phải làm hai cái lỗ cách nhau 9 cm ở trên cái trục thẳng này. Và để lát nữa chúng ta sẽ phay một đường vòng nửa vòng tròn ở đây để chúng ta vặn được khóa. Các bác nhớ là chúng ta in cái hình của cái thước này lên trên cái tờ giấy đề can các bác nhé. Cái giấy đề can để chúng ta bóc ra chúng ta dán được này. Đây là cái giấy đề can, nó có một mặt xanh và mặt trắng, có thể bóc ra để dán lên các vật liệu khác. Thì đây là cái hình mà tôi đã dán lên trên cái miếng mica. Sau khi dán lên xong thì tôi dùng cái sơn bóng ATM. Tôi phun một lớp phủ lên đây. Phun một lớp phủ lên đây để cho nó bảo vệ cái đường mực in này. Vì trong quá trình chúng ta thử sử dụng có thể nó sẽ bị mờ đi. Thì tôi xịt cái này lên để bảo vệ. Sau khi đã khoan một cái lỗ ở đây thì bây giờ tôi sẽ gá vào cái thanh dây này để tôi khoan tiếp cái lỗ ở phía trên này cho nó trùng. Đây, cái lỗ chúng ta cần khoan ở đây. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ tháo con ống này ra và chúng ta sẽ từ cái điểm này chúng ta sẽ phay một vòng cung.
sau khi phay xong thì chúng ta đã được một cái hình như thế này. Đây là cái khe để cho cái ốc có chạy ở đây. Thế đến đây rồi thì nếu mà bác nào mà sợ sau này dùng nhiều cái này nó mờ đi ấy, thì các bác có thể dùng dao trổ và thước các bác khắc, các bác để vào đây, các bác khắc lên trên mica để cho nó có một cái vệt sâu ở trên mica, sau này nó có bị hỏng cái giấy thì cái vạch ở trên mica nó vẫn còn, chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Tiếp theo thì ở trên cái thanh gỗ dài để làm cữ này, chúng ta sẽ khoan một cái lỗ 5mm, dùng mũi 5mm chúng ta khoan một lỗ ở chính giữa tấm gỗ đây, để chúng ta sẽ bắt nó vào với cái eke bằng mica này. Ở trên cái thanh ruột của thanh dây này thì ở cái đầu mà chúng ta gắn cái eke nhựa ấy, thì các bác đo rồi các bác lấy một cái điểm chính giữa ở cuối của cái thanh nhôm đây, các bác khía một đường vào chính giữa, chia đôi cái này ra lấy ở chính giữa các bác nhé. Các bác lấy một vạch khắc sâu xuống dưới nhôm này. Đấy, để tạo một cái vạch như thế này để cho nó chỉ vào cái độ mà ở trên cái eke nhựa. Chúng ta sẽ bắt một con ốc xuyên qua cái ruột dây này, xuyên qua tấm mica và nó xuyên xuống cái cữ màu xanh đây. Con ốc này, các bác bắt ốc lưu ý là cái mặt ốc nó phải chìm xuống khỏi cái mặt của cái ruột dây này nhá. Và nó có một cái độ lỏng vừa phải để cho cái thanh dây của chúng ta nó quay được nhá. Nó quay được như thế này nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra cái độ vuông góc giữa cái thanh gỗ làm cữ này và cái ruột dây để cho nó thật vuông góc với nhau. Sau đó chúng ta cố định cái mica này vào với cái gỗ này và chúng ta sẽ bắt cái mica này xuống cái gỗ. Các bác lưu ý khi chúng ta bắt cố định cái mica này vào với cái cữ này nhá, thì các bác cái mép này nó phải bằng nhau nhá, và hoặc là cái mica này nó thụt vào so với cái này một chút, một ly hai ly cũng được, chúng ta chỉ cần cái cữ này nó thẳng là được rồi. Thế còn cái vít bắt ở đây thì các bác lưu ý là các bác cho nó dùng cái mũi khoan hai tầng để các bác âm cái mũi vít xuống nhé. Mũi khoan như thế này này, để cho nó âm mũi vít xuống thì cái thanh dây của chúng ta nó mới quay như thế này, nó không bị vướng nhé, hoặc là nó trượt ở trên bàn nó không gây sức sát bàn của chúng ta nhé. Đó. Tôi đã xong cái phần gá cái mica vào với cái cữ. Và tôi siết thêm một chút này vào một chút cho nó chặt hơn. Rồi. Và bây giờ phần còn lại là tôi sẽ phải đi cấy cái tizen M6 vào cái chui đục để làm một cái trụ siết ở đây để khóa. Bây giờ tôi sẽ cấy cái tizen M6 vào cái chuôi này. Do cái chuôi của tôi trước là tôi dùng, tôi làm cán búa, xin lỗi. Do trước là cái chuôi này tôi dùng, tôi làm cái cán rũa, nó bị gãy ở bên trong. Tôi phải cắt bỏ cái phần này đi để tôi lấy cái cán rũa gãy ra. Bây giờ tôi sẽ lắp cái này vào đây. Lát nữa tôi sẽ tiện lại nó một chút để cho nó đẹp. Đây là cái chui đục tôi đã tra cái tizen M6 vào. Tôi để chừa ra một đoạn dài 2cm. Tôi tiện qua lại cho nó đẹp. Và đây là một cái long đen bằng nhựa cứng các bác nhé. Tôi để vào đây để cho nó khi mình siết thì nó không bị chảy xước cái giấy này ra.
Bây giờ lắp cái này vào nữa là xong thôi. Và đưa lên cưa bàn để chúng ta căn chỉnh. Đây là cái vạch ở trên cái thanh nhôm. Nó chỉ trùng vào cái vạch đây, ta đang để ở số 90, cắt 90 độ vuông. Còn nếu như chúng ta muốn cắt 45 độ thì chúng ta sẽ lới lỏng cái này ra và chúng ta quay đến điểm 45 độ ở đây. Cái vạch ở trên cái thanh nhôm nó sẽ chỉ vào 45 độ ở đây. Và chúng ta siết lại. Ta giữ chặt. Siết nó lại là xong. Quẹt nó xong. Bây giờ tôi sẽ đưa cữ vào để tôi cắt bớt cái đầu này đi. Tôi lấy từ cái dây này ra đến lưỡi cưa thôi. Hai đầu đều như vậy. Bây giờ tôi cắt bớt nó đi. Nếu mà anh em không muốn cắt bỏ nó đi mà để cho cái này nó dài, để cho nó đỡ được thanh gỗ dài, thì anh em cứ việc để hai đầu như thế này cũng được. Vì đây là cái lưỡi cưa của tôi, nó chỉ cao được đến đây thôi, nó chỉ cắt được đến đây thôi. Thôi tôi sẽ để lại, tôi sẽ để lại để cho cái đỡ cái thanh gỗ nó dài hơn. Như vậy là tôi đã làm xong một cái cữ cắt góc, cắt vuông góc và cắt các cái độ khác nhau. Các bác vừa mới theo dõi quá trình mà Tùng Dâu chế cháo một cái cữ cắt góc. Nếu các bác thấy video hay và có ích thì các bác nhớ like và chia sẻ cho nhiều anh em đam mê cùng biết và nhiều anh em DIY học hỏi lẫn nhau. Tùng Dâu xin dừng cái video ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các cái clip sau nha. Bye bye.